Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hồng Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem Ngày hôm nay có những bộ phim nào hay và hấp dẫn được cập nhật nhé Ngày 27 tháng 10, tại hội nghị quảng bá sản phẩm mới Nhà sản xuất Đằng Tấn đã phát clip giới thiệu những bộ phim sắp được trình làng trong thời gian tới Lần lượt là Dương Mịch, Trần Vĩ Đình với bộ phim Học Châu Phu Nhân Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ trong bộ phim Kính Song Thành Triều Lê Dĩnh, Vương Nhân bắc trong bộ phim Hữu Phỉ và Dương Dương địch lệ nhiệt ba với bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh. Các tên tuổi nêu trên chỉ xuất hiện qua màn hình lớn để chào hỏi khán giả, thế nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho fan hai nhà nhiệt ba và Dương Dương cãi nhau. Trong số đó chỉ có Em là niềm kiêu hãnh của anh đang ghi hình, còn tất cả các bộ phim khác đều đóng máy và tung trailer chính thức. Bởi vậy vấn đề phiên vị, thứ tự tên, hình ảnh của diễn viên xuất hiện trong poster và clip giới thiệu vẫn luôn là tâm điểm chú ý. Dù nhà sản xuất đã công bố Dương Dương và địch lệ nghiệp ba Bình Phiên trong phim mới, tức là thứ tự xuất hiện không phân biệt trước sau, nhưng fan đấm hai nhà vẫn tỏ ra không hài lòng. Ngay khi clip quảng bá em là niềm kiêu hãnh của anh được công bố, hình ảnh Dương Dương xuất hiện trước đã khiến fan địch lệ nghiệp ba đùng đùng nổi giận. Người hâm mộ địch lệ nghiệp ba cho rằng đây rõ ràng là hành động ám chỉ Dương Dương nhất phiên, người diễn chính có nhiều đất diễn hơn của đàng tấn. Thậm chí Phan Đầm nữ diễn viên sinh năm 1992 còn tiếp tục tố Phan Dương Dương đã cố tình sửa đổi thứ tự tên của cặp đôi chính em là niềm kiêu hãnh của anh trên website. Lúc đầu, tên địch lệ nghiệp ba đứng trước nhưng sau đó đã bị sửa thành tên Dương Dương đứng trước. Phan Dương Dương cũng không hề khoan nhượng trong cuộc chiến này khi bóc phốt Phan Địch lệ nhập Ba đã truy cập vào trang thông tin của Dương Dương để xóa bỏ những tác phẩm của nam diễn viên. Hành động này không chỉ diễn ra một lần mà là rất nhiều lần khiến thông tin của Dương Dương bị thay đổi liên tục. Hiện tại, em là niềm kiêu hãnh của anh vẫn đang tiến hành ghi hình với những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào của cặp đôi chính. Ở phim trường là thế, nhưng trên mạng xã hội thì Phan Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn cứ chiến nhau tơi bời. Trước đây khi thông tin về sàn cát được đưa ra, Phan Dương Dương cũng từng phản đối thần tượng tham gia dự án này vì cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không xứng. Cuộc xung đột diễn ra từ đó và tới nay vẫn chưa hề có hồi kết. Em là niềm kiêu hãnh của anh là bộ phim truyền hình được truyền thể từ nguyên tắc tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Câu chuyện xoay quanh Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ, hai người bạn học trung học. Kiều Tinh Tinh tỏ tình với Vu Đồ hai lần nhưng đều bị từ chối. Vậy nên có thể nói cặp đôi đã có một khởi đầu vô cùng đáng buồn. Mười năm sau, kiều tinh tinh trở thành một người nổi tiếng hàng đầu và cô muốn trở thành người ủng hộ trò chơi điện tử nhưng lại không hề có bất kỳ kỹ năng nào để bảo vệ danh tiếng của mình quản lý của kiều tinh tinh đã cho cô ấy tham gia một cuộc thi trò chơi điện tử tình cờ cô gặp lại vu đồ hiện là kỹ sư hàng không vũ trụ nhưng anh lại cảm thấy lạc lõng về sự nghiệp của mình dưới sự sắp đặt của kiều tinh tinh vu đồ trở thành huấn luyện viên trò chơi của cô và tình cảm năm xưa sẽ dần trở lại dù chỉ mới ở giai đoạn khởi quay nhưng em là niềm kiêu hãnh của anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Không chỉ truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên được nhiều độc giả yêu thích của tác giả cố mạn, mà bộ phim còn gây tiếng vang khi sở hữu dàn diễn viên chính là Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Mới đây các pha lại được dịp chứng kiến nhan sắc không góc chết của Dương Dương qua những bức hình được chụp lén tại phim trường. Trước đây cũng đã có kha khá hình ảnh được lộ ra từ trường quay, môi trong những đoạn video đáng chú ý nhất. Đó chính là khi Dương Dương hôn lên trán của Nhiệt Ba hay cả hai cùng đứng ngoài hành lang ngắm sau. Dự kiến bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh sẽ được công chiếu vào năm 2021. Chúng mình là học phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Ngoài ra các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng cái chuông nhỏ bên dưới góc màn hình để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!